Yes, hello, chào các bạn lại quay trở lại với các video về Slide PowerPoint. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ có một cái video để hướng dẫn cho các bạn làm thế nào để chúng ta sẽ nhìn thấy ở trên cái tiêu đề mà các bạn mới xem ở đây. Chúng ta sẽ tạo ra một cái hoạt cảnh về các slide theo dạng là aesthetic. Và các dạng như thế này thì nó sẽ tạo cho chúng ta một cái cảm hứng về thiết kế, nó mang cái phong cách là nó nghệ thuật hơn và nó sẽ giúp chúng ta có cái chiều sâu hơn về cách để có thể là tạo ra các ấn phẩm cũng như là các slide nó mang cái tính chất nó hiện đại và nó mỹ thuật hơn. Ok, vậy làm thế nào để chúng ta có thể tạo ra một cuốn sách, một cuốn ebook theo phong cách này? Nào bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu thực hiện cái video ngày hôm nay nhé. Yes, vậy thì để chúng ta có thể làm được các video theo kiểu này thì các bạn sẽ cùng quan sát ở trên video của mình như sau. Ở trên video này thì thực ra là các bạn cần phải chuẩn bị thêm nhiều thứ hơn. Chúng ta phải chuẩn bị về các hình ảnh, về các background. Các bạn thấy không ạ? Về các hình ảnh, các background. Và sau đó thì chúng ta cần phải có thêm cho mình một số các ý tưởng về cái cách để chúng ta có thể sắp đặt và chúng ta sẽ sử dụng các màu thương hiệu của cái kiểu dáng và các cái kiểu về màu sắc để chúng ta nhận diện ra cái kiểu aesthetic này. Nào bây giờ chúng ta sẽ thực hiện cái slide đầu tiên. Ở đây thì chúng ta sẽ bấm vào phần Home và chúng ta sẽ tạo ra một cái new slide. Yes. Các bạn sẽ thấy rằng là ở trong này thì hiện tại là khi mà chúng ta tạo ra một cái new slide mới thì các bạn sẽ nhìn thấy cái điểm này. Thì tất nhiên ở trong này thì nó chỉ là cái việc mà chúng ta bấm vào phần Format Background và chúng ta sẽ insert vào đây một cái tấm hình thôi. Đấy, thì cái tấm hình mà mình đã chuẩn bị cho các bạn thì nó sẽ là cái tấm hình này. Đấy, còn nếu không thì các bạn muốn thay đổi bất kỳ một cái tấm hình nào cũng được. Nó hoàn toàn đơn giản thôi, được chưa? Chúng ta sẽ chọn cái background này để nó làm tấm hình. Và sau đó thì các bạn sẽ bắt đầu đến cái vấn đề là chúng ta sẽ tạo ra một cái cuốn bìa sách như thế này. Và sau đó ở bên trong thì nó sẽ có các trang sách. Bây giờ chúng ta sẽ tạo ra cuốn bìa trước nhá. Các bạn sẽ vẽ ra cho Thầy Dương một cái hình khối như thế này. Đấy. Hoặc là thậm chí là các bạn có thể kéo rộng nó ra. Cũng không sao cả. Được chưa? Chúng ta có thể hoàn toàn kéo rộng nó ra. Rồi, bây giờ chúng ta có thể phóng cái này to nhỏ để tùy các bạn. Thì sau khi mà các bạn đã mở ra rồi thì chúng ta có thể là bấm vào phần Shape Format để chúng ta sẽ căn chỉnh nó. Align Center và Align Middle. Đấy, rồi tiếp tục bấm vào phần Shape Outline và chúng ta sẽ tắt phần No Outline. Thì các bạn biết rằng là ở trong này thì nó sẽ có cho chúng ta cái việc mà các bạn sẽ sử dụng màu như thế nào. Ở trong này thì có thể có một cái bảng màu này. Thì cái bảng màu này mình sẽ để một số các nguồn tài liệu ở phía dưới phần video này, ở dưới phần mô tả này để cho các bạn có thể tải về và chúng ta sẽ thực hành nhá. Và cũng ở trong cái nguồn tài liệu này thì mình đã có cái bảng Color ở đây cho các bạn. Và chúng ta sẽ hoàn toàn sử dụng theo cái mã màu này. Còn nếu các bạn thích thì chúng ta có thể chuyển đổi theo các mã màu khác thì tùy vào cái sở thích và cái cách thiết kế thẩm mỹ của các bạn thôi. Tiếp tục chúng ta sẽ quay trở lại với cái slide này. Thì đầu tiên thì chúng ta sẽ bấm vào phần Shape Fill và chúng ta sẽ đổ màu nền cho nó. Được chưa? Cái màu nền thì chúng ta sẽ chọn màu nâu đậm này cũng được. Đấy, còn nếu như các bạn muốn thích màu nâu sáng hơn thì chúng ta sẽ làm sáng hơn. Đây, màu sáng hơn thì chúng ta sẽ dùng cái này. Ở đây thì Thầy Dương sẽ copy cái mã màu này để làm cho các bạn dễ nhìn này. Bây giờ chúng ta sẽ tô màu, Shape Fill và bấm vào phần công cụ Eyedropper. Sau đó thì chúng ta sẽ chỉ vào đây. Đấy, tiếp tục các bạn sẽ có thêm một cái nữa. Đấy là chúng ta sẽ nhân bản cái này lên. Ctrl D để nhân bản cái hình khối này lên. Và cái hình khối ở bên trong này thì chúng ta chỉ cần là sử dụng về Shape Outline. Tăng cái độ rộng của nó lên. Và bấm lại một lần nữa vào Shape Outline và chọn cái đường viền của nó. Đây, cái đường viền của nó đây. Được chưa? Đấy, chúng ta có thể chọn đường viền và rất nhiều các kiểu đường viền khác nhau thì tùy vào các bạn nha. Chúng ta thích kiểu nào thì chúng ta có thể sử dụng cái kiểu đường viền đó. Rồi, bây giờ chúng ta hoàn toàn có thể cho nhỏ lại. Đó, thì cái kiểu này nó giống như cái đường nét đất đấy các bạn. Thấy chưa? Nó giống như cái kiểu đường chỉ nét đất như vậy. Rồi bây giờ chúng ta sẽ có thể là cho độ lớn nhỏ thì tùy các bạn nhá. Đấy, rồi chọn cái đường viền của nó đậm hơn này, nó theo cái màu tối của chúng ta hơn.
Sau đấy thì tiếp tục các bạn lại kéo ra thôi, để cho nó vừa cái khuôn hình của chúng ta và trông nó được chỉn chu hơn, nó chuẩn xác hơn. Bây giờ chúng ta sẽ căn chỉnh nó. Shape Format, chọn Align, chọn Align Center. Các bạn nhớ là chúng ta phải chọn cả hai hình khối nha. Align, chọn Align Middle. Yes. Sau khi xong rồi thì bây giờ chúng ta mới bắt đầu đến vấn đề là các bạn sẽ tạo ra cái đường như thế này. Đây, chúng ta sẽ có các cái đường uốn lượn, đường cong đúng không ạ? Nó sẽ có các đường cong như thế này. Và bây giờ chúng ta sẽ tạo thêm. Trước hết thì các bạn cần phải cắt bỏ để chúng ta sẽ tạo ra một nửa cái đã. Thì các bạn có thể nhân bản thêm một cái nữa để chúng ta giữ lại. Và bây giờ cái số 8 này thì chúng ta sẽ xử lý nó nha. Đây, các bạn sẽ vẽ ra cho tôi giống một cái hình hình khối. Được chưa ạ? Và cái hình khối này thì nó sẽ có một cái mục tiêu là nó sẽ cắt cho chúng ta cái đường viền. Đấy, bây giờ các bạn cắt này. Giữ cái phần nền màu nâu và chọn phần màu xanh. Sau đó bấm vào phần Merge Shape và chọn phần Subtract. Đấy, thì Subtract thì tiếp tục vào cái nền này thì chúng ta cũng tương tự thôi. Có thể là các bạn cũng sẽ cắt như vậy nha. Tạo ra thêm một cái hình khối tiếp theo. Đấy, một cái hình khối hình vuông. Và sau đấy thì các bạn lại vẽ ở đây. Rồi, chọn vào cái đường viền và Shape Subtract. Bây giờ tiếp tục thì các bạn sẽ kéo cái này vào một chút nữa. Yes, như vậy là nó đã có cho chúng ta một cái cuốn sổ. Và các bạn có thể là tạo ra cái sổ đầu tiên thì cái trang mặt trước của nó thì các bạn cần phải group nó lại. Và sau đó thì chúng ta sẽ bấm vào phần Shape Format, chọn Rotate và chúng ta sẽ xoay nó. Rồi, đưa nó sang bên đây. Được chưa? Bây giờ tiếp tục chúng ta sẽ tạo ra một cái đường góc cong của nó như thế này. Đấy, các bạn tạo ra một cái đường hoa văn của nó. Thì trong cái đường hoa văn này thì chúng ta sẽ làm thế nào? Các bạn sẽ vẽ, bấm vào phần Shape và chúng ta sẽ chọn một cái hình tam giác nha. Đây, các bạn sẽ chọn một hình tam giác này. Chúng ta vẽ ra một hình tam giác. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ bấm chuột phải chọn Exit Point. Và trong phần Exit Point này thì các bạn sẽ nhìn thấy ở đây cho thầy Dương là có một số các điểm chấm màu đen. Thì các điểm chấm màu đen này thì chúng ta sẽ bấm vào. Sau đó thì nó sẽ xuất hiện cho chúng ta hai cái điểm chấm màu trắng. Và tiếp tục các bạn sẽ điều chỉnh các cái góc quay của nó. Khá là tuyệt vời đúng không nào? Rồi, bây giờ chúng ta chỉ cần đổ màu thôi. Bấm vào phần Shape Outline và tắt phần No Outline. Tiếp tục cần chôn D để chúng ta sẽ cho nhỏ lại một cái thứ hai. Và đổ cho nó một cái màu khác. Sau đó thì các bạn sẽ chọn cả hai cái hình khối này. Chúng ta sẽ bấm vào cái công cụ là Format Shape. Để chúng ta sẽ tăng cái phần Transparency và nó sẽ tạo ra một cái phần nền chìm. Và nó sẽ làm cho cái cuốn sổ của chúng ta nó cảm thấy là nó có cái đường nét hơn và cái tính nghệ thuật hơn. Rồi bây giờ chúng ta có thể là Ctrl D để chúng ta nhân bản cái hình khối này lên. Và tiếp tục chúng ta sẽ bấm vào phần Rotate và chúng ta sẽ lật nó. Đây, nó sẽ có nhiều các hướng lật khác nhau. Thì các bạn sẽ lật nó tùy nhá. Chúng ta lật như thế nào để cảm thấy nó vừa mắt với mình thì chúng ta sẽ dừng lại. Và trong này thì các bạn sẽ sử dụng một cái phông chữ. Được chưa? Cái phông chữ. Ở đây thì thầy Dương sẽ tạo ra một cái text box. Các bạn sẽ tạo ra một cái text box. Rồi, chúng ta sẽ gõ về cái nội dung của chúng ta vào. Thì với cái kiểu nghệ thuật như thế này ấy các bạn, chúng ta sẽ nó liên tưởng đến một cái vấn đề nào đó, nó cảm giác là nó nhẹ nhàng hơn và nó tươi trẻ hơn, nó cảm thấy là nó chill hơn, nó tin hơn. Đấy, thì nếu như các bạn đi theo cái phong cách này thì chúng ta hoàn toàn có thể tìm hiểu là về cái phong cách này nó như thế nào nhá. In đậm lên và chúng ta sẽ đổ màu. Đây, cho nó lớn lên một xíu nữa. Tiếp tục tạo ở dưới này, nó sẽ là một cái chủ đề về PowerPoint. Ok, như vậy là chúng ta đã có cho mình một cái cuốn sách bìa đầu tiên. Và bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục đến với một cái nội dung ở bên trong của nó. Đây, các bạn sẽ cùng quan sát là các nội dung ở bên trong của nó. Vậy thì ở trong này thì thầy Dương sẽ cố gắng để có thể hướng dẫn cho các bạn một cái trang thôi. Và sau đấy thì các bạn sẽ dựa vào cái mẫu này. Chúng ta dựa vào các ý tưởng này để chúng ta sẽ tiếp tục phát triển nó thêm nhiều các trang khác nhá.
Bây giờ chúng ta sẽ bấm vào cái phiên bản mà chúng ta đã copy trước đây. Sau đó thì các bạn sẽ vẽ ra hai cái trang giấy. Đấy chưa? Các bạn sẽ vẽ ra hai cái trang giấy. Và tất nhiên là chúng ta sẽ đổ màu trắng rồi. Shape outline và tắt phần no outline. Yes, bây giờ các bạn sẽ nhân bản lên, Ctrl D. Đấy, nhân bản lên thì ở bên này thì chúng ta sẽ có một cái trang thứ hai. Nó bằng nhau. Vậy thì chúng ta cần phải tạo ra một cái khoảng cách cho nó. Các bạn sẽ di chuyển sang bên trái. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Đấy, 6 cái nhấp. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Đấy thì tùy các bạn nhé. Cái khoảng cách của hai cái trang giấy này bao nhiêu chúng ta làm bấy nhiêu thôi. Rồi, tiếp tục chúng ta sẽ bây giờ chúng ta sẽ tạo ra cái gì ạ? Cái cuốn sổ, tức là cái lò xo của cuốn sổ này. Vậy thì lò xo của cuốn sổ này thì nó sẽ có rất nhiều cách. Trên cái kênh YouTube này thì mình đã có tạo ra một lần về các cuốn sổ ebook về online thì nó cũng sẽ có những các cái bài trí khác nhau. Đấy thì tùy vào từng cách làm của các bạn để chúng ta sẽ lựa chọn cho mình các cuốn sổ theo cái kiểu khác. Thì ở trong này thì chúng ta sẽ lựa chọn theo cái cách này nhá. Bây giờ các bạn sẽ tạo ra một cái hình tròn đầu tiên. Chúng ta sẽ vẽ ra một hình tròn. Thì đây nó được gọi là một cái điểm để giúp cho chúng ta có thể là sâu cái lò xo để nó ghim cuốn sổ lại với nhau, đúng không ạ? Thì bây giờ các bạn sẽ bấm vào phần Shape Fill và đổ cái màu nâu của nó, tức là cái màu nền của nó ấy các bạn. Được chưa? Bấm Shape Outline và tắt phần No Outline. Chúng ta phải có cái phần nền của nó. Bây giờ thì chúng ta sẽ chọn một cái vấn đề ở đây. Các bạn sẽ bấm vào phần Shape Effects, tức là phần Shadow. Phần Shadow ở trong này thì chúng ta sẽ bấm vào phần Preset thì nó sẽ có chúng ta cái tính năng là Inner. Đây, các bạn sẽ chọn Inner Center nha. Chúng ta chọn cái này. Đấy thì nó sẽ tạo cho chúng ta có một cái chiều sâu hơn khi mà cái cuốn sổ chúng ta đã bị đục ở phía sau. Tức là nó sẽ có một cái phần đổ bóng cho chúng ta nhiều hơn. Và sau đó thì ở trong cái phần này thì các bạn hoàn toàn có thể là tăng cái độ blur của nó lên hoặc là các cái góc vân vân. Đúng chưa? Nó có rất nhiều kiểu đây. Có thể là tầm khoảng là các bạn để khoảng 16 á. Rồi, Ctrl D tiếp tục để chúng ta nhân bản và tạo ra cái thứ hai. Đây, cái thứ hai nó sẽ nằm ở đây. Yes. Như vậy là chúng ta đã có cho mình hai cái điểm chấm. Vậy thì bây giờ các bạn sẽ tạo ra cái lò xo và cái phần gáy của nó như thế nào? Cái phần lò xo và cái phần gáy của nó thì chính là cái này đấy các bạn. Nó chính là cái đường cong này. Được chưa? Các bạn sẽ nhìn thấy trông nó thật hơn. Và nó sẽ có cái độ 3D nó chuẩn xác hơn. Vậy thì để xử lý với cái trường hợp như vậy thì các bạn sẽ bấm vào phần Shape và chúng ta sẽ chọn cái công cụ là cung tròn. Các bạn sẽ vẽ ra một cái cung tròn ở đây. Đấy, chúng ta sẽ vẽ nhá. Giữ phím Shift để chúng ta vẽ ra. Được chưa? Các bạn giữ phím Shift. Và sau đó thì chúng ta sẽ xoay cái cung tròn này. Đây, các bạn sẽ xoay cái cung tròn này. Rồi, di chuyển nó lên. Được chưa? Đấy, khi mà các bạn di chuyển lên rồi thì chúng ta muốn cái đường tròn này nó nằm ở vị trí nào thì các bạn chỉ cần kéo vào cái điểm tròn này thôi. Đấy, các bạn bấm vào cái điểm tròn này và chúng ta sẽ kéo nó. Được chưa? Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục bấm vào phần Shape Outline và các bạn sẽ tăng cái độ rộng của nó lên. Đây, nó sẽ có rất nhiều các độ rộng khác nhau. Đấy chứ ạ, có rất nhiều các độ rộng khác nhau. Và tiếp tục chúng ta sẽ bấm vào phần Format Shape để chúng ta sẽ điều chỉnh cho nó một chút nữa. Ở trong này thì các bạn sẽ nhìn thấy là về cái phần là về cái góc của nó. Trong này này, đúng không ạ, phần Curve Style này thì chúng ta sẽ chọn là Round. Đây, để cho nó có ở cái điểm này nó sẽ là một cái đường cong chứ không phải là một cái đường vuông góc. Các bạn hiểu vấn đề không ạ? Và sau đó thì tiếp tục ở trong này thì các bạn sẽ chọn là Gradient Line nhá. Gradient Line thì chúng ta sẽ đổ cho nó là nó có một cái bóng của cái thanh inox này tốt hơn. Rồi, bây giờ mình sẽ chọn màu như sau. Các bạn có thể chọn màu. Ở đây thì các bạn sẽ chọn màu nâu, màu đen cũng được. Đấy, tiếp tục điểm ở giữa này thì các bạn sẽ đổ thêm một cái màu sáng. Đấy, thì nó sẽ tạo cho chúng ta một cái cảm giác là nó có chiều sâu hơn. Các bạn thấy chưa? Thì trong cái cuốn sổ của chúng ta nó sẽ trông thật hơn. Đấy, cái đó là cái mà các bạn cần nên làm. Và tất cả các sản phẩm của chúng ta khi mà
đã bắt đầu tạo ra rồi thì các bạn phải luôn luôn hướng đến cái tính chuyên nghiệp và trông cái sản phẩm của chúng ta nó phải là ấn tượng nhất có thể. Được chưa? Bây giờ các bạn sẽ group cái nhóm này lại, quét toàn bộ và chúng ta sẽ Ctrl G. Chúng ta sẽ bấm Ctrl G để group các bạn nhá. Đấy, Ctrl G này để group này. Sau đó thì các bạn sẽ bấm Ctrl D. Chúng ta sẽ nhân bản ra cái tiếp theo. Đấy, Ctrl D và đến khi nào mà các bạn cảm thấy nó dừng lại thì thôi. Ok chưa ạ? Đây, đến đây là được rồi. Đấy, thì cái cuốn sổ của chúng ta sẽ như vậy. Còn nếu như các bạn muốn cần thiết nữa thì chúng ta sẽ có thể là bấm vào phần Shape Format và chọn Align Center để căn chỉnh nó lại một lần nữa để nó thực sự nó đã chính xác. Đây, các bạn có thể nhìn thấy kiểu này. Đúng không ạ? Đấy thì tùy vào cái cách làm của các bạn để có cái khoảng cách là dài, rộng và to nhỏ khác nhau. Rồi bây giờ tiếp tục chúng ta sẽ có một cái slide đầu tiên từ cái nội dung cũng như là về cái cách bài trí ở đây, đúng không ạ? Thì cái cách bài trí của nó thì không có quá nhiều điểm phức tạp. Chúng ta có thể tạo thêm các cái điểm ở bên này nữa. Đây cái cuốn sổ thì các bạn cho nhỏ lại một xíu nữa. Ok, rồi chúng ta sẽ tạo ra một cái các cái nếp, đúng không ạ? Rồi các cái trang của cuốn sổ này nó sẽ nằm ở đây. Vẽ ra một hình khối thứ hai. Sau đấy thì các bạn sẽ bấm vào cái hình này này, cái hình vuông này, đúng không ạ? Đấy, để chúng ta sẽ tắt phần Shape Outline và chúng ta sẽ cắt bỏ đi cái phần ở phía bên trong. Shape Format và chọn Subtract. Được chưa? Tiếp tục, để các bạn sẽ nâng cấp thêm về các hình khối kiểu này nữa thì chắc chắn là chúng ta phải bấm tổ hợp phím Ctrl D để nhân bản nó lên. Đây, Ctrl D để nhân bản. Ctrl D, Ctrl D. Có thể là chúng ta sẽ tạo ra 4 cái hoặc là 5 cái hoặc là bao nhiêu thì tùy vào các bạn nhé. Rồi tiếp tục chúng ta sẽ đổ màu. Yes, có thể là có rất nhiều màu khác nhau. Thì các bạn hãy lựa chọn các cái màu khác nhau. Đúng không ạ? Đấy, màu xanh này. Ok. Đấy, rất là tuyệt vời đúng không ạ? Rồi bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu đến việc là trang trí nội dung ở bên trong này. Đấy, vậy thì tùy vào từng cái chủ đề của các bạn. Tùy vào từng chủ đề của các bạn để chúng ta sẽ làm thế nào để trong cái nội dung của chúng ta nó được thu hút hơn. Được chưa? Trong nội dung của chúng ta nó sẽ được thu hút hơn. Thì bây giờ ở trong này thì mình đã có sẵn cho các bạn một số các hình ảnh. Đây, một số các hình ảnh để các bạn dùng để trang trí nhá. Thì chúng ta có thể kéo cái số 8 này vào. Đây, kéo vào trong PowerPoint của chúng ta. Hoặc là các bạn sẽ bấm vào phần Insert để chúng ta sẽ bấm vào phần Picture, chọn This Device. Đấy, ở trong này thì các bạn thích cái nào thì chúng ta đưa vào thôi. Ví dụ như mình sẽ thích cái này, cái background đúng không ạ? Khi nãy thì mình đã kéo cái background vào rồi, cái này. Rồi cái này. À, rồi chúng ta sẽ cần thêm cho nó một cái nền nữa, cái này. Ok, insert. Rồi, chúng ta sẽ bắt đầu sắp xếp các nhóm này như sau. Đây, các bạn sẽ cho nhỏ lại và chúng ta sẽ hoàn toàn có thể điều chỉnh nó ở trên cái slide này. Ok, tiếp tục. Cái này thì các bạn sẽ bấm vào phần Rotate và chúng ta sẽ xoay nó lại. Đây, các bạn có thể đặt vào đây, đặt vào đúng cái điểm góc của nó. Yes, chiếc lá này chúng ta sẽ cho vào góc cuối này. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục đến với các chậu hoa vân vân. Đấy là một cái phong cách của nó. Rồi, đây nữa, cái background, cái kho nền đây. Được chưa? Đấy, thì sau khi mà chúng ta đã làm xong thì các bạn sẽ thấy rằng là chúng ta đã có một cái nền. Chúng ta đã có một cái nền gọi là một cái background nền. Thì trông nó cũng khá là bắt mắt rồi đúng không ạ? Thì tiếp tục các bạn sẽ cần phải điều chỉnh. Các bạn cần phải điều chỉnh về nội dung. Cái cuối cùng là chúng ta cần phải điều chỉnh về nội dung. Đây, chúng ta có thể là phóng lớn cái này lên một chút nữa. Cho cái này nằm ở phía trên nha. Cho cái chậu cây này chúng ta sẽ nằm ở phía trên. Thì các bạn sẽ bấm chuột phải, chọn cái chậu cây đã.
Có thể là các bạn sẽ cần group toàn bộ cái nhóm này lại nhá, để nó tránh tình trạng là nó bị ăn nhập so với một số các cái đối tượng khác. Rồi bây giờ chúng ta sẽ chọn cái cây này, sau đấy chọn vào phần bring to from thì nó sẽ nằm ở phía trên. Rồi tiếp tục các bạn sẽ tạo thêm một số các cái nội dung textbox ở trong này. Đấy thì cái nội dung của các bạn như thế nào thì chúng ta sẽ nhập vào. Chọn phông chữ. Và tất nhiên ở đây chỉ là các dạng phông chữ về demo để cho các bạn biết thôi. Còn sau này thì nếu như trong cái quá trình làm thì các bạn cảm thấy yêu thích cái phông chữ nào thì chúng ta cần phải lấy vào nhá. Và đặc biệt là để chúng ta có thể gõ được tiếng Việt hoặc là tiếng Anh vân vân, thì các bạn sẽ nhớ rằng là chúng ta cần phải lựa chọn cái phông chữ nào đó mà nó sẽ giúp chúng ta có thể gõ được tiếng Việt. Và tất cả các nội dung này nó chỉ là một nội dung demo về quảng cáo thôi, để cho các bạn biết rằng đó là cái vị trí mà chúng ta sẽ đặt nội dung vào đây. Yes. Rồi, cái nền này chúng ta hoàn toàn có thể cho nó mờ đi một chút nữa. Bấm vào phần Picture Format, chọn Transparency và chúng ta sẽ cho nó mờ đi. Các bạn sẽ biết rằng là cái hình nền của chúng ta thì nó sẽ là một bức hình, cho nên chúng ta hoàn toàn có thể cho mờ và cho in đậm khác nhau nhá. Bây giờ chúng ta sẽ cho cái lò xo nó sẽ nằm ở phía trên của cái đường viền. Đây, cái hoa văn của nó. Thì cái hoa văn này thì các bạn phải biết rằng là nó đang là cái hoa văn cho cái trang giấy của chúng ta, cho nên nó chỉ nằm ở phía dưới thôi. Được chưa? Nó chỉ nằm ở phía dưới và cái phần đục lỗ của chúng ta thì chắc chắn là nó sẽ ăn nhem vào cái phần hoa văn đấy rồi. Đấy, cho nên các bạn làm cũng phải có một cái sự tinh tế nhất định nha. Rồi, có thể chúng ta sẽ cho cái hoa này nó nhỏ lại một xíu nữa, để cho nó thể hiện được cái nội dung của chúng ta tốt hơn. Đây, có rất nhiều các dạng phông chữ khác nhau để cho các bạn lựa chọn. Thấy không ạ? Đấy, rất là tuyệt vời. Và các bạn hoàn toàn có thể tải rất nhiều các kiểu phông khác nhau để chúng ta sẽ làm. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ chọn một cái màu, màu cho chữ này. Ok, sau khi mà các bạn đã tạo ra được một cái nội dung của một cái trang bên trái rồi thì chúng ta sẽ tạo thêm một cái nội dung của cái trang bên phải. Đấy, bây giờ chúng ta sẽ tạo nội dung ở trong bên phải nhá. Cái nội dung này thì chúng ta sẽ cho nó nhỏ lại, để nó sẽ nằm ở trên một hàng đấy các bạn. Đấy chưa? Để nó sẽ nằm ở trên một hàng. Đấy, và tương tự thì với các nội dung đấy thì chúng ta sẽ tùy vào từng cái nội dung để chúng ta làm. Ví dụ như các bạn hoàn toàn có thể tạo ra các kiểu calendar và các lịch biểu này, rồi là các nội dung bổ trợ này, các dòng văn bản này, đúng không ạ? Nó có rất nhiều kiểu khác nhau. Bây giờ mình sẽ copy cái này cho các bạn cho nhanh nhá, để nó đỡ mất thời gian của các bạn và chúng ta sẽ hiểu cái vấn đề đó rồi. Đúng không ạ? Đấy, các bạn sẽ hiểu vấn đề đó rồi. Rồi, ví dụ như mấy cái hình ảnh nền này này, các bạn có thể là cho phần picture format và cho nó mềm, nó mỏng lại một chút nữa. Để khi mà người ta viết vào cái cuốn sổ này thì chúng ta sẽ không bị ăn dơ vào cái hình ảnh background nhiều quá, đúng không ạ? Hoặc là các bạn có thể là tạo ra một cái khuôn hình như thế này. Vậy làm thế nào để chúng ta có thể tạo ra một khuôn hình như thế này được? Thì chúng ta sẽ có thêm cái cách làm, đấy là các bạn sẽ vẽ một cái hình khối ra. Ở đây thì Dương sẽ vẽ cho các bạn một cái hình khối này. Đấy chưa? Chúng ta vẽ một cái hình khối. Và sau đó thì chúng ta sẽ bấm vào cái phần Shape Outline. Trong phần Shape Outline này thì nó sẽ có một cái đường viền như thế này. Đấy, các bạn thấy chưa? Nó có rất nhiều kiểu đường viền đây. Thì chúng ta bấm vào. Rồi, chọn phần Shape Fill, chọn phần No Fill. Đó, thì các bạn thấy chưa? Tự nhiên một cái đường viền của chúng ta nó đã uốn lượn vân vân. Rất nhiều kiểu khác nhau và chắc chắn là nhiều bạn sẽ không biết về cái cách làm như vậy. Bây giờ chúng ta sẽ đổ màu cho nó. Ok, và cái đường viền này chúng ta sẽ tiếp tục đổ màu. Tăng cái size màu của nó lên. Đây, các bạn có thể tăng cái size màu của nó lên được chưa? Rồi, cái nội dung chữ của chúng ta thì nó sẽ nằm ở phía trên rồi. Các bạn sẽ cho nó nằm ở phía trên. Và tương tự cái lá này,
Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích thì chúng ta cũng sẽ cho cái lá này nó nằm ở phía trên để nó tạo ra một cái điểm nhấn hơn. Đấy chưa? Đấy thì nó sẽ tạo ra một cái điểm nhấn hơn. Ok, bây giờ chỗ này chúng ta sẽ đổi về cái màu chữ đi. Yes, chúng ta sẽ kiểm tra về kết quả. Đó, các bạn thấy chưa? Vậy thì khi mà mỗi lần mà chúng ta tạo ra những cái kiểu này thì nó rất là hay. Đấy, nó rất là hay. Thì sau này mà các bạn đã tạo tốt rồi ấy, thì chúng ta bắt đầu có thể là thêm vào đây một số các cái hiệu ứng cho nó. Ví dụ như là phần animation và chúng ta sẽ chọn là wipe. Đấy, nó cũng có rất nhiều các hiệu ứng khác nhau. Rồi, chọn with previous. Tương tự trong phần animation paint thì các bạn sẽ thay đổi nó nhé. Chúng ta sẽ thay đổi cái phần là effect option một chút. Ở trong cái phần animate text thì các bạn sẽ chọn là by word hoặc là by letter để nó sẽ chuyển động từng ký tự hoặc là từng từ một. Được chưa? Nó từng từ một. Rồi, tiếp tục ở trong này. Cái đoạn text này các bạn cũng chọn là floaty. Ok. Chọn with previous. Đấy, thì tất cả mọi cái này nó đã xuất hiện. Bây giờ chúng ta sẽ cùng quan sát này. À, mọi người thấy chưa? Cái nội dung chữ của chúng ta nó đã xuất hiện. Và các bạn cũng sẽ copy cái hiệu ứng này. Chúng ta chọn cái hiệu ứng của phần welcome và chọn phần animation painter. Sau đó thì các bạn sẽ dán cho cái chữ là add your text here ở đây. Đấy, thì nó sẽ chạy lần lượt từng bước một. Còn một số các nội dung này. Đấy, thì các bạn có thể là lựa chọn theo nhiều cách khác nhau nhé. Chúng ta có thể là đổ thêm cho nó về hiệu ứng này. Đúng chưa? Đấy, chọn with previous. Tương tự, chúng ta sẽ đổ cho cái này. Floating và with previous. Và cái này nữa, chúng ta cũng sẽ chọn là wipe. Yes, chọn with previous. Rồi, chúng ta thử kết quả này. Đấy, các bạn thấy chưa? Tức là nó sẽ xuất hiện cùng nhau. Nó sẽ xuất hiện cùng lúc. Vậy thì nếu như trường hợp mà chúng ta muốn là cái chạy trước, cái chạy sau thì cái này chúng ta sẽ tăng phần delay lên một chút. Mỗi cái thì các bạn cần tăng nó vừa phải thôi, đúng không ạ? Đấy, thấy chưa? Nó rất là tuyệt vời. Và đôi khi ở trong này nó sẽ có rất nhiều các hình ảnh bổ trợ cho các bạn để các bạn có hoàn toàn có thể thêm nó vào. Ví dụ như ở trong này cũng có cái số 9 này, nó cũng là một cái bổ trợ về cái hiệu ứng hoa văn rất hay các bạn. Đó, thấy chưa? Nó có các cái điểm lá rơi đây. Đấy, cho nên là chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng các cái kiểu hiệu ứng này để chúng ta sẽ thêm vào nhá. Thế thì tùy vào các bạn thôi, chúng ta dùng cái nhóm hiệu ứng nào thì chúng ta sẽ thêm vào thì nó trông nó sẽ sinh động và nó sẽ đẹp mắt hơn. Đấy, chúng ta có thể trang trí thêm cho nó. Được chưa? Yes, kiểm tra lại một lần nữa. Đó, các bạn thấy không ạ? Vậy thì đây được gọi là một cái nhóm hiệu ứng. Nó mang cái phong cách là nó mỹ thuật hơn. Và nó có một cái cảm giác là nó gần gũi hơn và nó trẻ trung hơn. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích cái kiểu này thì chúng ta sẽ hoặc là tạo thêm nhiều các slide khác nhau. Đây, các bạn có thể tạo thêm nhiều các slide khác nhau, được chưa? Thì với các slide này thì chúng ta sẽ chọn cả ba cái này. Sau đó thì chúng ta sẽ tạo ra một cái phần lật trang cho nó bằng cái phần transition và chọn phần page curl. Thì nó sẽ lật trang cho chúng ta. Các bạn thấy chưa? Đây là cái trang đầu tiên. Thì Dương có thể là tạo ra một cái new slide để cho các bạn nhìn thấy và nó sẽ có sự phân cách với cái trang của chúng ta nhá. Đây, bắt đầu từ trang này là chúng ta mới làm đúng không ạ? Các bạn sẽ cùng xem. Đây là cái trang đầu tiên. Và khi mà chúng ta chuyển đổi thì nó sẽ tạo ra cho chúng ta một cái nội dung ở bên trong. Và tiếp tục sẽ có các nội dung rất là khác. Và chúng ta sẽ có thể ứng dụng một cái cách làm này để các bạn hoàn toàn có thể điều khiển được nhiều đối tượng và nhiều nội dung và nhiều trang slide khác nhau nữa. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục đến với một cái trang cuối cùng, đấy là một cái trang kết thúc. Thì các bạn sẽ chỉ cần là nhân bản cái trang đầu lên thôi. Rồi, các bạn kéo xuống. Được chưa? Ở trong này thì chúng ta sẽ xoay, lật ngược nó lại. Đây, các bạn sẽ lật ngược nó lại bằng Shape Format và chọn Draw State và quay ngược nó lại. Bây giờ chúng ta sẽ di chuyển nó sang đây. Đấy, chúng ta di chuyển. Và có thể là cái nội dung này thì các bạn sẽ thay đổi nha. Ok, nào.
cùng xem kết quả. Đây là cái slide đầu tiên để chúng ta sẽ giới thiệu về cái trang bìa đầu tiên, đúng không ạ? Đấy, rồi chúng ta sẽ kéo nó tiếp tục chuyển tiếp sang một cái cuốn sách trang khác ở bên trong, và sau khi xong thì nó sẽ gấp cái cuốn bìa sổ, bìa sách của chúng ta lại. Yes, các bạn cảm thấy yêu thích cái video này thì đừng quên chúng ta hãy like, share và subscribe kênh để theo dõi nhiều các video mới nhất của mình nữa. Và các tài nguyên thì mình sẽ để ở dưới phần mô tả để giúp cho các bạn có thể sử dụng nó và chúng ta sẽ thực hành nó nhiều hơn các bạn nha. Yes, ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi video này và xin được hẹn gặp lại các bạn vào các video tiếp theo của mình nha.